Top 10 quái vật đáng thương bị phản diện Saitama One Hit bay màu. Quái vật, nghe tên gọi thôi thì hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng chúng là đám độc ác, tàn bạo và cần bị tiêu diệt. Tuy nhiên, nhắc đến quái vật trong vũ trụ One Punch Man thì lại là một câu chuyện khác. Chúng đáng thương chứ không đáng ghét. Fan hâm mộ đều mong muốn chúng có thể sống lâu hơn. Và một lời thì thầm nhỏ rằng, thằng chọc hói mới là phản diện chính, chạy đi bạn quái vật ơi! Bởi vì sao ư? Nơi này tồn tại thanh niên đầu chọc Saitama, kẻ sở hữu sức mạnh áp đảo, gần như chẳng có đối thủ nào xứng tầm. Vì thế, bọn quái vật trong truyện dù có võ mồm, võ công bá đạo đến như thế nào thì mọi thứ cũng chỉ kết thúc bằng một đấm của thằng chọc. Hôm nay, để tưởng nhớ những tên quái vật xấu số của vũ trụ một đấm, anh em hãy cùng mình điểm lại top 10 bạn quái vật đáng thương bị Saitama one hit. Và mong bạn sớm lên thiên đàng gặp Diêm Vương. Kiếp sau có đầu thai thì nhớ chọn manga khác nhá. Một lần nữa, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Weebu Never Die. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thật thuận lợi nhá. Top 10, Mosquito Girl. Như các bạn đã biết thì nàng thơ mũi muội muội này xuất thân từ nhà thổ của sự đổi mới, hay còn được gọi với cái tên thân thương hơn là thế giới động vật, với người đứng đầu là Dr. Genus. Mặc dù chỉ là sản phẩm thí nghiệm với sức mạnh được đánh giá là thấp nhất trong hội, nhưng sau khi uống đủ số lượng máu thì ả ta đã tiến hóa, có được sức mạnh khá là gì và này nọ. Nếu so sánh với top 4 bọ ngựa và top 3 khỉ sắt cùng hội thì sau khi tiến hóa, sức mạnh của ả ta có thể gọi là vượt xa hai thằng rầm đông kia. Dẫn chứng rõ nhất là khi Genos chiến đấu với khỉ sắt thì có thể dễ dàng chiến thắng với một chút xây sát nhỏ. Nhưng khi chiến đấu với ả muỗi, khi đã tiến hóa thì tốc độ và phản xạ của Genos thua kém khá nhiều. Còn nhớ lúc đó, Genos đã bị muỗi mụi mụi cho ăn hành sấp mặt. Thanh niên hệ tự hủy sắp được bắt xe buýt về với tổ tiên đến nơi mà ả muỗi gần như là không có một vết thương nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng quá đen cho ả, khi đang tự đắc và định kết liễu Genos thì gặp ngay phải anh hói tát cho phát bay mất dạng luôn. Một phát bay màu không kịp bật rờ chăn chối. Hỏi ra nguyên nhân thì mới biết muỗi tràn lớn rồi mà không biết việc gì nặng, việc gì nhẹ. Ai đời lại để muỗi con của mình đi trêu đúng ngay cái thằng đầu hói. Hay, đúng là đáng thương làm sao. Xin vĩnh biệt em muỗi muội muội. Top 9, Beast King. Beast King hay còn được gọi với cái tên Việt sắp là vua muông thú, cũng xuất thân từ thế giới động vật giống ả muỗi. Hắn ta là một quái nhân cấp độ quỷ khá mạnh mẽ. Ngay từ vẻ ngoài bặm trợn, ta có thể thấy được hắn là một quái vật không tầm thường. Không phải tự nhiên mà hắn ta lại đứng top 2 trong hội. Ngay trong chapter 8, khi đối mặt với Saitama, hắn cũng đã thể hiện được một phần nào đó sức mạnh của chính mình khi sử dụng tán hồn thiết chảo phá nát các ngôi nhà bên cạnh. Sức mạnh lúc này của hắn nếu so sánh với thánh phồng tôm của chúng ta thì không thể so sánh được. Nhưng nếu so sánh với thánh ăn hành Genos thì mình nghĩ là quỷ nhân máy khó lòng có thể chiến thắng được vua sư tử. Sức mạnh của vua muông thú có khi còn vượt trội hơn cả các anh hùng cấp S như là thím tù nhân hay là anh áo ba lỗ. Nhưng rất tiếc khi vai diễn của Beast King cũng chỉ đến thế mà thôi. Ai bảo gáy to trước mặt thánh sai làm gì, để rồi ăn liên hoàn đấm mà tan xương nát thịt. Top 8, Glory Bass. Với top 8 thì chúng ta sẽ đến với một trong tam đại thiên vương dưới trướng Boros là Glory Bass. Thanh niên này có lẽ là số nhỏ nhất trong video ngày hôm nay, khi chưa kịp thể hiện sức mạnh gì, chỉ mới vừa võ mồm một tí tẹo thôi đã bị sai hói đấm cho bay màu, mất tiêu cái đầu. Nếu như ví Glory Bass như một chú chim thì câu nói thích hợp cho hắn là đất lành chim đậu, chim chưa kịp đậu đã nhậu mất chim. Khổ thân, chưa kịp xuất hiện đã bị cắt mất vai diễn. Nhưng tác giả One cũng cho ta thấy được một vài xác nhận về sức mạnh của Glory Bass. Khi biết tin hắn ta chết, chúng ta có thể thấy được biểu cảm ngạc nhiên của Boros, chứng tỏ rằng Boros rất coi trọng sức mạnh của hắn. Mà chúng ta cũng biết Boros là thảm họa cấp bán thần, với sức mạnh thì khỏi phải bàn rồi, cho nên cũng có thể thấy được một phần sức mạnh của Glory Bass. Nếu như anh em từng đọc qua truyện tranh thì có thể biết rằng cơ thể của Glory Bass khá là cứng cáp, với nước bọt là axit ăn mòn khá mạnh. Nếu so sánh với các quái vật cấp quỷ của trái đất thì hắn ta cũng không thua kém, có khi là còn vượt trội hơn rất nhiều. Top 7, Geryugansup. Cũng đến từ bộ 3 dưới trướng của chúa tể Boros, Geryugansup hay còn được gọi là bạch tuộc ngoài hành tinh, xứng đáng được đứng trong danh sách khá nhỏ này. Giống với Tatsumaki hay Fubuki, hắn ta chiến đấu bằng sức mạnh tâm linh.
Chúng ta nên nhớ rằng Boros đã chinh chiến ở rất nhiều hành tinh và Gerugansup cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến rồi, cho nên hắn tự xưng rằng mình là năng lực gia số 1 vũ trụ. Chắc là do chưa gặp chị đại của trái đất đây mà. Nhưng dù rằng có bá đạo vũ trụ, chuyên gia tâm linh gì đi chăng nữa, thì đến với trái đất, Gerugansup cũng được sai hói tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng chỉ với một viên sỏi one hit ngay đầu. Thực ra tên này cũng kịp múa may vài đường, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu cả khi đối thủ là thanh niên hack game phiên bản một đấm. Top 6, Deep Seeking. Top 6 thì chúng ta sẽ trở về với quái vật ở trái đất, đó chính là Deep Seeking, kẻ đã bón hành ngập mặt cho Puri Puri, Genos và một số anh hùng cấp A, B, C khác. Dù được đánh giá là quái vật cấp quỷ, song Deep Seeking dường như là mạnh hơn rất nhiều. Hắn dễ dàng hạ gục các anh hùng cấp A. Và khi chiến đấu với Puri Puri cấp S thì chúng ta có thể thấy rõ sự ao trình ở đây. Khi chỉ với một đấm mà đã khiến thím tù nhân cảm thấy chao đảo, và rồi đến khi ăn liên hoàn đấm thì thím cũng chỉ còn đúng cái nịt mà thôi. Và thậm chí lúc đấy, vua biển sâu vẫn chưa vào trạng thái mạnh nhất của hắn. Khi chiến đấu với Sonic, hắn đã hấp thụ nước và có thể đuổi kịp được tốc độ của Sonic, một thanh niên luôn tự hào về độ Racing Boy của mình. Hay lúc chạm trán với Genos, ta có thể thấy được sức mạnh khá áp đảo của vua biển sâu khi đã đánh cho Genos suýt chút nữa thì trầu trời luôn rồi. Không chỉ có sức mạnh kinh hồn bạt vía, vua biển sâu còn có tốc độ hồi phục khá là đáng nể sau khi ăn trọn một đấm méo hết cả mồm của Genos, nhưng hắn có thể đứng dậy và phản đòn ngay lập tức. Vết thương cũng hồi phục khá là nhanh chóng, nhưng đúng là đen cho thanh niên quần xịp đỏ khi gặp đúng thánh sai, để rồi ăn đúng một đấm thủng mất một lỗ ở trên người, rồi tạm biệt cuộc đời luôn. Top 5, Marugori. Quái nhân Marugori là sự kết hợp giữa giấc mơ của thằng em Marugori và sức mạnh hóa học điên loạn của thằng anh Fukegao. Về sức mạnh của Marugori thì không phải bàn nữa rồi. Chỉ với một pha múa quạt nhẹ nhẹ đã có thể đánh bay cả thành phố D. Với sức mạnh và độ phá hủy cỡ này thì Marugori xứng đáng là một con hàng cấp rồng cực kỳ chất lượng. Giả sử để Marugori chiến đấu với anh hùng cấp S thì chưa chắc các S-Class đã lo được tên quái vật này, bởi không dễ để đối đầu với một đối thủ quá to lớn như thế. Có lẽ cũng vì thế mà Marugori cùng anh trai của mình đã phải kết thúc cuộc hành trình khi đụng phải thánh hói. Cũng may mắn là trước lúc chết, Marugori cũng được Saitama dạy cho bài học đạo lý. Mạnh quá thì cũng chả sướng ích gì đâu, mà chỉ là sự trống rỗng tột độ. Top 4, Kanage Kabuto. Chúng ta sẽ quay trở lại với ngôi nhà thời đại mới với một con quái vật là sản phẩm lỗi của tiến sĩ Genus, nhưng hắn lại là quái vật mạnh nhất của hội, bọ hung Kabuto. Kabuto sở hữu sức mạnh khủng đến mức mà khiến cho tiến sĩ Genus, người tạo ra hắn, cũng phải khiếp sợ. Nếu so sánh giữa Kabuto và Beast King thì kể cả về sức mạnh và tốc độ, có thể thấy rằng Kabuto đã vượt trội hoàn toàn. Khi Genos và Saitama đến căn cứ của tiến sĩ Genus, như một tấm chiếu mới, Genos lao thẳng vào Kabuto. Và rồi như các bạn cũng biết đấy, Genos lại bị bón cho thêm một đống hành nữa. Và khi chiến đấu với Saitama thì hắn cũng có thể đấm, đá, sờ soạng chút chút. Mặc dù không thể gây thương tích, nhưng với tốc độ như thế thì cũng khá là đáng nể rồi. Không phải tự nhiên mà tác giả One để Kabuto là một thảm họa cấp Dragon. Hắn có thể dễ dàng hạ gục các anh hùng cấp S như là Tank Top hay Puri Puri. Nếu so sánh về tốc độ thì có thể là không bằng Flashy, nhưng về sức mạnh thì Kabuto chắc chắn là sẽ áp đảo hơn anh chàng ninja. Cơ mà dù rằng rất mạnh, nhưng rồi khi vào trạng thái cuồng sát thì Kabuto có lỡ mồm nói ra là hắn sẽ điên loạn tận một tuần cho tới thứ bảy tuần sau, khiến Saitama hoảng hốt vì hôm nay là thứ bảy, ngày giảm giá đặc biệt. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Kabuto ăn một đấm của thánh trọng, chính thức đắp chiếu. Top 3, Wither Sprout. Với cả vẻ ngoài như một cây gậy, bản mặt hèn hèn bẩn bẩn, nhưng nếu nói về sức mạnh thì không thể coi thường Wither Sprout được. Điểm mạnh của tên quái vật này là hắn có thể dễ dàng đóng băng mọi thứ. Nên nhớ, khi gặp ba anh em nhà Smileman thì hắn có thể dễ dàng hạ gục tất cả. Có một chi tiết nữa chứng minh cho sức mạnh của hắn không hề tầm thường, chính là tác giả One đã xác nhận rằng sức mạnh của hắn đã đạt tới cấp độ Dragon. Và chúng ta đều biết các quái vật cực mạnh như là vua biển sâu hay là đấu sĩ tê giác thì cũng chỉ là quái vật cấp độ quỷ thôi, nên sức mạnh của Wither Sprout là không thể coi thường được. Đừng để vẻ ngoài hèn hạ của hắn đánh lừa,
rồi đến lúc nhận ra thì đúng là các anh hùng chỉ còn đúng cái nịt mang về mà thôi. Cơ mà dù hèn hạ và nguy hiểm như thế nào mà chơi ngu đóng băng anh hói nhà ta thì cũng chỉ là một đấm ra đi thôi anh em ạ. Top 2, Goketsu. Điểm lại một chút về quá khứ của Goketsu. Trước khi hóa quái vật thì hắn là một võ sư rất mạnh, từng vô địch giải đấu Super Fight. Nhưng rồi Goketsu vẫn thất bại trước Orochi để rồi hóa phục vụ dưới trướng vua quái vật. Sức mạnh của Goketsu thực sự là rất bá. Bằng chứng là chỉ cần lướt qua với một đấm, Genos đã ngay lập tức bị hạ gục. Thực tế lúc này Genos đã được nâng cấp lên khá nhiều, không phải là yếu. Qua đó có thể thấy Goketsu ở một tầm cao khác so với mặt bằng chung của các S-Class tầm trung. Chúng ta cũng có thể thấy Suryu, một võ sĩ trẻ khá là mạnh, có thể dễ dàng hạ gục các anh hùng cấp A chỉ với một đấm, có thể chiến đấu áp đảo được các quái vật cấp quỷ. Nhưng mà khi đối đầu với Goketsu thì chẳng khác gì trứng chọi đá cả. Tất cả các đòn đánh của Suryu gần như là không thể gây một chút sức sát nhỏ cho tên quái vật. Các cụ đã có câu, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Ai đời lại đi đấm nhau với quái nhân cấp Dragon khủng làm gì để rồi nó đấm cho không trượt phát nào. Tuy nhiên về sau, Suryu chơi trò dễ chết, triệu hồi được hẳn sai hói. Thế là anh chàng đi tìm One Hit Goketsu ngay lập tức, kết thúc vai diễn của một trong những tên quái vật được fan mong chờ nhất. Top 1, Vaccine Man. Vaccine Man là quái vật đầu tiên xuất hiện trong bộ truyện và cũng là quái vật đầu tiên bị thánh sai nhà ta One Hit. Như đã thấy, khi vừa mới xuất hiện, hắn ta đã có thể gần như là hủy diệt cả một thành phố bằng những quả cầu năng lượng với sức công phá cực kỳ lớn. Đi tới đâu, hắn hủy diệt mọi thứ tới đó. Nhưng đến với One Punch Man thì tên quái vật này cũng khá là đen khi main chính là Saitama. Chỉ mới học thầy huấn nói đạo lý vài câu, tuy nhiên nếu thầy huấn biết chọn đối tượng để truyền tải đạo lý thì Vaccine Man chọn nhầm con mịa nó mất đối tượng khi đi truyền dạy đạo lý cho thằng không thích nói đạo lý, để rồi lại ăn một đấm đi luôn. Nhưng mà dù gì, sức mạnh của Vaccine Man cũng không thể coi thường được. Theo mình thì Vaccine Man xứng đáng đứng ở cấp rồng. Trên đây là video top 10 quái vật đen đủi bị thánh chọc nhà ta đấm cho lên thiên đàng gặp luôn Diêm Vương trong một nốt nhạc. Nếu thấy video này hay thì đừng ngại gì để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi mình nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và như thường lệ sẽ là chuyên mục góc comment. Bình luận đầu tiên của ngày hôm nay đến từ bạn Hảo Nguyễn. Em thích những video như này. Nếu mà thích thì nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ anh ra những video tiếp theo em nhá. Mãi yêu. Bình luận thứ hai của bạn Minh Ong. Đăng ký cả kênh này và kênh Ngu Độn, không biết comment này có được lên TV không ta? Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn bạn Minh Ong nhiều nhá. Nhớ ủng hộ bọn tớ dài dài nhá. Và bình luận thứ ba cũng là bình luận cuối cùng là của bạn Vĩ Phạm. Sai hói đã là cấp thần rồi. À thì chính xác hơn là cấp thần mũ N em nhá.